Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy trò chúng ta tiếp tục đi qua cái phần giao thoa sóng cơ. Và ở cái series bài hôm nay, bài giảng hôm nay đó là bài số 3 của chúng ta. Thì ở trong cái giao thoa sóng cơ, cái phần số 2 đó, chúng ta đã giải được từ câu 1 cho tới câu 9 rồi, đúng không ạ? Và hôm nay thầy trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu từ câu số 1 cho, xin lỗi, từ câu số 10 cho tới câu 36 nha các bạn nha. Đúng không? Rồi, chúng ta cùng đi giải với thầy câu này xem coi nó như thế nào đây. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu câu số 10. Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau là 10 cm, cùng dao động với tần số, đây là F. Đúng không ạ? Pha ban đầu bằng 0. Đúng không? Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40. Người ta nói điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB, cùng điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với AB và cách trung điểm O của AB một đoạn là bao nhiêu. Thì cái bài này nói chung nó tương đối nó hơi phức tạp một chút, đúng không? Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ nắm cái cách làm của chúng ta. Người ta nói rằng điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của quả AB, dao động cùng pha với AB và cách điểm O và cách trung điểm của AB, cách trung điểm O của AB một đoạn là bao nhiêu, thì cái hướng của các bạn đi như thế này. Bây giờ chúng ta suy nghĩ như thế này nha. Ví dụ như đây là điểm A đi, đúng không ạ? Đây là điểm B đi, đây là hai nguồn, đây là đường thẳng. Rồi đây là trung điểm của AB. Giả sử như đường này là trung điểm của AB, thì các bạn biết rằng trung điểm của AB, đường thẳng đi qua trung điểm của AB, và điểm A, điểm B là hai nguồn dao động cùng pha, thì đó là cực đại giao thoa, đúng không ạ? Và ứng với K này bằng 0, tại hai nguồn này dao động cùng pha mà, pha ban đầu của chúng bằng 0 mà. Rồi người ta nói điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB. Ví dụ như thầy gọi một cái điểm gần nhất đó là cái điểm M nào đó chẳng hạn. Đúng không? Gần nhất nằm trên đường trung trực của AB, dao động cùng pha với AB và cách cái điểm O là trung điểm của AB một đoạn là bao nhiêu. Như vậy cái điểm O là trung điểm AB này đi. Thì lúc đó người ta hỏi cái đoạn OM này của các bạn là bao nhiêu nè. Đúng không? Người ta đang hỏi OM của chúng ta là bao nhiêu đó. Như vậy, đối với cái bài này, hướng đi của chúng ta như thế này. Khi người ta nói rằng điểm M, điểm nằm, đúng không? Một cái điểm, giả sử như chúng ta đang gọi điểm M đi, nằm trên đường trung trực của AB đi. Mà để điểm M này dao động cùng pha với AB, thì lúc đó các bạn phải viết được phương trình dao động của điểm M. Đúng không ạ? Chúng ta phải viết được phương trình dao động của điểm M. Và chúng ta sẽ tính độ lệch pha giữa điểm M và AB này. Và vì hai thằng này nó dao động cùng pha, như vậy chúng ta tính độ lệch pha delta phi nó bằng K2pi đó. Đúng không ạ? Và lúc đó chúng ta sẽ liên hệ được, đúng không? Cái đoạn D này lớn nhất nó là, nó nhỏ nhất là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ suy ra được K. Mà có cái đoạn D này nè các bạn, đúng không? Đây là cái đoạn D nè, khoảng cách từ A đến M là đoạn D nè, đây là D1 đó. Khoảng cách từ B đến M cũng là D2 đó. D1 của chúng ta bằng với D2 đó, đều bằng D hết nha các bạn. Đúng không? Thầy nhắc lại nha. Cái hướng mình đi như thế này. Chúng ta dựa vào cái yêu cầu của đề bài, người ta nói nè, điểm gần nhất nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với AB. Chúng ta dựa vào cái dữ kiện này. Như vậy thầy sẽ gọi một cái điểm M nào đó nằm trên đường trung trực của AB, mà lúc đó điểm M đó dao động cùng pha với AB. Như vậy để làm được cái điều đó thì chúng ta phải viết phương trình dao động, đúng không? Chúng ta phải viết được phương trình của M này. Và lúc đó các bạn sẽ tính độ lệch pha giữa điểm M và hai cái nguồn AB này. Vì nó cùng pha với nhau, như vậy các bạn cho độ lệch pha nó bằng K2pi. Và lúc đó chúng ta sẽ tính ra được D theo K. Và để D là K
Cái đoạn OM này là nhỏ nhất thì D của các bạn phải là nhỏ nhất. Và chúng ta sẽ chọn được cái giá trị của K. Lúc đó chúng ta sẽ tính được D. Khi có D là cạnh huyền, rồi có cạnh góc vuông này đây, chúng ta sẽ tính được cái cạnh góc vuông OM. Đúng không ạ? Hướng của chúng ta đi là như vậy. Chứ các bạn đừng có nhớ công thức nha các bạn. Đúng không? Các bạn học bây giờ thì các bạn ví dụ như một số sách, một số thầy cô người ta chỉ cho các bạn nhớ công thức để làm. Nhưng thầy không muốn các bạn như vậy. Tại vì thầy bảo đảm với các bạn bây giờ các bạn học á, thì các bạn nhớ công thức đó. Nhưng mà từ đây cho tới cuối năm, cho tới thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, hoặc là vô thi học kỳ 1, đầu học kỳ 1 thôi, đúng không? Cuối học kỳ 1 chúng ta thi, chắc chắn thầy bảo đảm rằng các bạn sẽ quên ngay. Đúng không ạ? Tại vì có rất nhiều, trong vật lý của ông ta có rất nhiều công thức mà đòi hỏi cái gì các bạn cũng nhớ thì thua, xin thua. Đúng không? Chúng ta lưu ý điều đó. Nhưng các bạn nhớ cái quy trình làm bài, nhớ cái cách làm bài, thì bất cứ một bài toán nào đó chúng ta có cái hướng đi thì sau này chúng ta sẽ giải quyết được hết. Chứ chúng ta đừng có nhớ nha các bạn. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng làm cái hướng chúng ta đi như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Như vậy, bây giờ thầy có thể viết lại cái đề bài này như thế này nè. Thầy có thể viết lại đề bài này cho các bạn rõ rồi chúng ta cùng vô giải nha. Đề bài ta cho AB là bằng 10 nè, cm nè. Tần số là bằng 80 Hz nè. Đúng không? Rồi tốc độ truyền sóng là 40 cm trên giây nè. Đúng chưa? Rồi người ta hỏi điểm M gần đường trung trực, nằm trên đường trung trực của AB, dao động cùng pha với AB và cách cái điểm O một đoạn gần nhất là bao nhiêu? Đúng không ạ? Rồi, thầy có tóm tắt rồi. Bây giờ chúng ta giải cái bài toán này nha. Đầu tiên, chúng ta phải viết được, như thầy nói, chúng ta phải viết được phương trình dao động của điểm A và điểm B. Xin lỗi, viết phương trình dao động của điểm M. Đầu tiên, thầy sẽ tính lambda nè. Lambda bằng V chia F nè các bạn. V của các bạn là bao nhiêu đây? V của các bạn là 40 nè. Chia cho F của các bạn là 80. Như vậy chỗ này nó sẽ ra là 0,5. Đúng không ạ? Lambda của các bạn là 0,5cm nè. Được chưa? Đó là có lambda rồi nha. Đây chúng ta coi có phải là anh này đơn vị là cm không nha. Chúng ta coi. Đúng rồi, V đơn vị cm thì chỗ này lambda của các bạn là cm. Đúng không? Rồi, mình có lambda rồi nè. Thầy nhắc lại, lambda bằng V chia F. V là bằng 40 chia F là 80. Như vậy chỗ này nó sẽ ra là 0,5cm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết cái phương trình dao động của M. Thì phương trình dao động của nguồn sóng tại điểm A này đó, đúng không ạ? Phương trình dao động của hai cái nguồn AB này là cùng pha, thì phương trình dao động của cái điểm A và điểm B, thầy giả sử đi, nó có dạng là A cos của một omega t đi, đúng không ạ? Đúng không? Hai này dao động cùng pha, chúng ta coi nó là như thế này đi. Thì lúc đó phương trình dao động của điểm M nó sẽ là tổng hợp của điểm A truyền tới điểm M cộng với phương trình của điểm của nguồn B truyền tới điểm M. Đúng không ạ? Và phương trình sóng của điểm A truyền tới điểm M thì nó giống hệt như anh này. Nó là A cos của omega T trừ 2 pi D chia lambda đó. Đúng không ạ? D1 đó, nhưng mà D1 thầy coi như là bằng D rồi các bạn. Rồi, chỗ này các bạn cộng cho A giống hệt luôn là cos của omega T trừ 2 pi D cũng chia lambda luôn. Đúng không ạ? Các bạn cứ nhớ cái quy trình giải như vậy đi, chứ chúng ta đừng có nhớ công thức làm gì cho nó dài dòng hết. Thật ra khi chúng ta làm, chúng ta chỉ trốn tốn khoảng một vài giây thôi. Đúng không ạ? Thầy ở đây, thầy giải thì thầy dạy chậm cho các bạn để các bạn hiểu thôi. Rồi, chúng ta suy ra phương trình sóng tại điểm M nè. Có phải đây là cộng, đúng không? Hai phương trình này cùng pha, đúng không? Đây là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha nó không đổi luôn. Như vậy, biên độ dao động nó sẽ đạt giá trị cực đại. A max sẽ bằng A1 cộng A2. A cộng A nó là ra 2A nè. Rồi,
cái góc của nó là Iran, đúng không? Góc của nó giống hệt như anh này thôi, đúng không ạ? Giống hệt như một trong hai thằng này, đó là omega t trừ 2 pi d trên lambda, đúng chưa? Rồi chúng ta viết được phương trình sóng tại điểm M rồi nha. Rồi bây giờ để cho điểm M này cùng pha với cái điểm A và B này, đúng không? Thì lúc đó độ lệch pha của nó, độ lệch pha giữa điểm M và hai cái nguồn AB này, đúng không? Độ lệch pha lấy pha này trừ cho pha này, thằng này trừ cho thằng này thì ra là 2BD trên lambda nè. Giống như phi 2 trừ phi 1 đó các bạn, đúng không? Đây là độ lệch pha của nó, của hai giữa điểm M và hai nguồn sóng. Và để nó cùng pha, đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng K2B không các bạn? Rồi từ đây các bạn đơn giản đi, 2B mất, các bạn suy ra D có phải bằng K lần lambda không? Đúng chưa? D chính bằng K lần lambda. Rồi bây giờ chúng ta lưu ý một cái điều này. AB của chúng ta là 10 nè. Như vậy từ A đến O của các bạn là 5 nè, đúng không ạ? AB của chúng ta là 10, như vậy AO của các bạn là 5. Vậy D của các bạn hiển nhiên phải lớn hơn 5, đúng không ạ? D của các bạn hiển nhiên phải lớn hơn 5, tại vì cạnh huyền phải lớn hơn cái cạnh góc vuông, các cạnh góc vuông. Tam giác AMO, đây là tam giác vuông, O, xin lỗi, AM là cạnh huyền, tức là D phải lớn hơn các cạnh góc vuông, tức là anh này phải lớn hơn 5, đúng không ạ? Rồi các bạn thế vào nè, chúng ta tương đương với K có phải lớn hơn 5 chia cho lambda của các bạn có phải ra 0,5 không ạ? Rồi các bạn tính thử coi, 5 chia cho 0,5 bằng 10. Như vậy có phải chỗ này K của các bạn là bằng 10 không? K lớn hơn 10, đúng không ạ? K lớn hơn 10. Như vậy cái giá trị nhỏ nhất của K để cái D min, đúng không? Chúng ta đang cần tìm cái điểm M gần cái điểm O nhất, thì có phải là cái D này phải là gần nhỏ nhất không? Để cạnh góc vuông này nhỏ nhất thì cạnh huyền phải là nhỏ nhất, như vậy phải là D min, đúng chưa ạ? Phải là D min. Như vậy D min của các bạn thì chúng ta lấy K nhỏ nhất, mà K của chúng ta lớn hơn 10, như vậy K nhỏ hơn nữa, lớn hơn 10, như vậy nhỏ nhất có phải là K bằng 11 đúng không ạ? Có K 11 các bạn thế vào đây, các bạn có phải tìm được lambda không? Xin lỗi, có phải tìm được D không? Đúng chưa? Như vậy thầy đưa vào đây nha. Thầy nói nè, để D min khi và chỉ khi K min và bằng 11. Như vậy các bạn suy ra D min của chúng ta nó sẽ bằng 11 nhân lambda. Lambda của các bạn có phải là bằng 0,5 không ạ? Đúng chưa? Như vậy chỗ này 11 nhân cho 0,5 bằng, nó ra là 5,5. D min của các bạn là 5,5 cm nè. Rồi có D min rồi, như vậy chúng ta tính được cái đoạn OM. Tại đề bài người ta đang hỏi khoảng cách từ O đến M mà. Như vậy từ đây thầy, OM là cạnh huyền, xin lỗi, cạnh góc vuông, thì bằng căn bậc 2 cạnh huyền bình trừ cho cạnh góc vuông còn lại bình phương lên, đúng không ạ? Như vậy chúng ta suy ra, từ đây chúng ta suy ra MO đạt giá trị nhỏ nhất sẽ bằng căn bậc 2 D min bình phương trừ cho đoạn AO bình phương, tức là bằng căn bậc 2 5,5 bình phương trừ cho 5 bình phương. Rồi bây giờ chúng ta bấm máy tính chỗ này coi nó bằng bao nhiêu nha. Căn bậc 2 5,5 bình phương trừ cho 5 bình phương. Như vậy kết quả của chúng ta nó ra là 2,29. Đúng không ạ? Chúng ta coi kết quả 2,29. Câu số 10 có phải là 2,29 đáp án B không ạ? Đúng chưa? Như vậy câu số 10 đáp án đúng của các bạn là đáp án B. Được chưa? Chúng ta hiểu rõ câu số 10 không? Bạn nào chưa hiểu thì chúng ta có thể coi lại, đúng không? Chúng ta coi lại rồi chúng ta
Không hiểu nữa thì chúng ta cứ comment ở bên dưới video, thầy sẽ giải thích trong thời gian sớm nhất cho các bạn. Đúng không? Rồi, đó là xong câu số 10. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm câu số 11. Hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 50 mm, lần lượt dao động theo phương trình như màn hình của các bạn coi đó. Nó sẽ bằng là A bằng 200 cos pi t, rồi U2 bằng 200 vân vân. Như vậy nhìn vào đây chúng ta thấy hai nguồn này dao động lệch pha với nhau, ngược pha nhau, đúng không ạ? Thằng này pha bằng 0, thằng này là pi, như vậy hai này ngược pha nhau rồi nè. Trên mặt thoáng, xét về một phía của đường chung trực AB, người ta thấy vân bậc K đi qua điểm M có hiệu đường đi bằng 12 mm, và vân bậc K cộng 3 cùng loại với vân bậc K luôn, rồi đi qua điểm N cũng có hiệu đường đi là 36 mm. Người ta yêu cầu tìm số điểm cực đại giao thoa trên cái đoạn AB này là bao nhiêu, đúng không ạ? Chúng ta làm cái bài này như thế nào đây? Rồi, bây giờ thầy trò chúng ta cùng đi giải quyết cái bài này nha các bạn nha. Rồi, các bạn chờ thầy xóa đi rồi chúng ta cùng đi giải quyết. Rồi, bây giờ chúng ta coi nè. Thầy có thể ghi lại cái đề này cho các bạn rõ nè. Hai nguồn này cách nhau là, đúng không? Hai nguồn sóng của chúng ta cách nhau AB bằng 50 mm nè. Rồi, hai nguồn này dao động ngược pha với tần số omega là bằng 200 pi nè. Rồi, trên đường trung trực của AB, người ta thấy vân bậc K đi qua điểm M có hiệu đường đi MA trừ MB nó bằng 12 mm nè. Rồi vân bậc K cộng 3, đúng không? Vân bậc K cộng 3 cùng loại với vân bậc K, tức là điểm M này là vân cực đại, thì điểm N này cũng là vân cực đại, nhưng mà vân cực đại bậc K cộng 3 nha. Lúc hoặc là điểm M này là vân cực tiểu thì điểm N này cũng là vân cực tiểu, nhưng mà nó hơn 3 lần, đúng không? Hơn 3. Rồi có hiệu đường đi là NA trừ NB bằng 36 mm luôn. Người ta yêu cầu tìm số điểm dao động cực đại trên cái đoạn AB này là bao nhiêu. Đúng chưa? Thì bây giờ để giải quyết được cái bài toán này á, bước đầu tiên cái hướng mình đi như thế này. Vì hai nguồn này dao động ngược pha với nhau, đúng không ạ? Cái hướng mình đi nha, thầy nói cái hướng làm bài này trước. Vì hai nguồn này dao động ngược pha với nhau, như vậy số cực đại giao thoa trên đoạn AB, trên khoảng giữa hai nguồn AB sẽ được tính bằng công thức như hôm nọ thầy đã đưa rồi đó. Nó bằng trừ AB chia cho lambda trừ 1/2 nhỏ hơn K, nhỏ hơn AB chia lambda trừ 1/2. Đúng không ạ? Chúng ta lưu ý công thức này. Các bạn cứ nhớ cái cách này làm đi. Một số sách người ta nói rằng số cực đại giao thoa, đúng không? Ví dụ như số cực đại đi, nó sẽ được tính bằng công thức 2, rồi L chia 2Y lấy phần nguyên, rồi số cực tiểu giao thoa nó sẽ bằng 2, rồi L chia 2Y lấy phần nguyên, đây cộng 1/2 gì đó, rồi cộng cho 1 gì đó, vân vân. Đúng không? Một số sách người ta ghi như thế này. Nhưng các bạn không rành, các bạn đừng lên làm theo hai công thức này cho thầy. Tại vì hai công thức này nó phụ thuộc vào cái khoảng vân, tức là nó phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp hoặc cực tiểu liên tiếp. Như vậy chúng ta không rành thì các bạn đừng nên làm theo cái công thức này nha. Thầy lưu ý cho các bạn điều đó. Các bạn cứ làm theo cái công thức này là chuẩn nhất, không có gì phải thắc mắc cả, đúng không ạ? Một số sách người ta làm công thức này cũng được, nhưng tùy trường hợp hai công thức này mới đúng, chứ không phải lúc nào nó cũng đúng đâu nha các bạn. Các bạn lưu ý chỗ thầy, khi đọc sách, khi tham khảo, chúng ta phải rành mấy cái vấn đề đó
nhiều khi chúng ta không rành thì chúng ta thua, đúng không ạ? Không rành thì nhiều khi chúng ta lại làm tầm bậy tầm bạ. Tại sao công thức đó mình áp dụng mà nó lại là không, kết quả đó là không đúng, đúng chưa? Rồi, như vậy cái hướng mình đi là như thế này. Vậy bây giờ chúng ta có hai nguồn AB rồi, chúng ta phải tính được lambda cho thầy là bao nhiêu, đúng không ạ? Chúng ta phải tính lambda trong trường hợp này. Và bây giờ để tính lambda thì chúng ta dựa vào cái điều kiện này nè. Bây giờ thầy giả sử như điểm M, đúng không? Thầy giả sử như M là cực đại giao thoa. Thì lúc đó hiệu đường đi D2 trừ D1 có phải bằng K lần lambda không ạ? Và đề bài nó cho 12. Và điểm N lúc đó cũng phải là cực đại giao thoa luôn, đúng không ạ? Và nó cũng là hiệu đường đi, nhưng mà nó cực đại hơn thằng này 3 lần. Như vậy các bạn thay thế K bằng K cộng 3 cho thầy. Chỗ này còn K cộng 3 nhân cho lambda và bằng 36. Rồi các bạn lấy cái phương trình trên chia cho phương trình dưới. Như vậy thầy lấy phương trình trên thầy chia cho phương trình dưới nha. Lambda với lambda mất, chỗ này còn K chia cho K cộng 3 bằng 12 chia 36 thì được là 1 phần 3, đúng không ạ? 2, 3, 6, 3, 1, 3, đúng rồi, 1 phần 3. Rồi thầy nhân chéo lên đây, thầy giải, thầy tìm K thử coi nó ra bao nhiêu nha. Chỗ này nhân chéo lên là 3K bằng nhân chéo lên đây là K cộng 3. Như vậy chỗ này còn 2K bằng 3. Suy ra K có phải là bằng 1,5 không? Mà K là 1,5 thì đây là số thập phân rồi. Điều kiện K của chúng ta phải là số nguyên. Nhưng khi các bạn giải ở đây có phải nó ra số thập phân không? Thì chúng ta loại. Như vậy điểm M chắc chắn không phải là cực đại giao thoa. Vậy nó phải là cực tiểu giao thoa. Mà để là cực tiểu giao thoa tức là hiệu đường đi, đúng không ạ? Lúc này chúng ta có là hiệu đường đi nè, D2 trừ D1, đúng không? Chỗ này K các bạn thế, như vậy điểm M sẽ là cực tiểu giao thoa nha. Tức là hiệu đường đi D2 trừ D1 tức là bằng K cộng 1 phần 2 lần lambda đó, bằng 12 đó. Hay là thầy có thể thay thế bằng là 2K cộng 1 lambda trên 2 bằng 12. Rồi, anh dưới này 2 K này để đối với điểm N thì K thầy sẽ thay thế bằng K cộng 3. Tức là K cộng 3 cộng 1 tất cả nhân cho lambda trên 2 bằng 36. Được chưa? Bằng 36. Và chúng ta cũng làm y chang như trên, chúng ta cũng chia hai vế, đúng không ạ? Thầy cũng chia hai vế của hai phương trình này cho nhau, đúng không ạ? Chúng ta chia hai vế của hai phương trình này cho nhau và chúng ta sẽ suy ra được K là bao nhiêu. Rồi, thầy chia lambda với lambda trên 2 mất. Như vậy chỗ này tương đương còn 2K cộng 1 chia cho, thầy nhân phân phối vào luôn nha, là 2K cộng 3 rồi cộng 1 bằng 1 phần 3. Nhân chéo lên, nhân chéo lên tương đương 2 nhân 3 là 6K cộng 3 bằng ở đây 2K cộng 4, đúng không ạ? Nhân chéo lên thì vẫn là 2K cộng 4. Rồi, tương đương với ở đây có phải là bằng 6 6 với 4 không các bạn? Đây, thầy kiểm tra lại coi 2K cộng đây là K cộng 1 phần 2 lần lambda là 2K cộng 1, đúng rồi, K cộng 3, đúng rồi. Đây thầy để các bạn coi, thầy chờ thầy kiểm tra lại coi cái này cái đúng hay sai nhé các bạn. Đây là chia hai vế cho nhau, lambda mất. Như vậy là còn 2K. À đây thầy sai rồi các bạn ơi. 2K cộng 3. Như vậy thầy nhân phân phối vào phải là 2K cộng 6 cộng 1 nữa là 7 không? Chỗ này có phải là chúng ta sai chỗ này không các bạn? Đúng không ạ? Thầy nhắc lại nha. Đây, chúng ta có lambda chia 2, lambda chia 2, 2 nhân 3 là 6 cộng 1 rồi 7. Như vậy còn chỗ này còn 7 nha. Đây cộng cho 7 nha các bạn.
Rồi nhân chéo lên à, như vậy còn 2k cộng 7 chỗ này mới đúng nha. Cộng 7 mới đúng nha các bạn nha. Rồi cộng 7, k chắc chắn phải là số nguyên. Đúng chưa? Tại vì trên này đã loại rồi thì chắc chắn phải dưới này phải là nhận thôi, chứ không có đường nào chúng ta kiểm tra lại nãy là sai là lý do đó đó. À, chuyển qua là 4. 6 trừ 2 được 4k. Đúng không? 4k chuyển qua là 4, như vậy k bằng 1 nè, chắc chắn là nhận rồi. Có k bằng 1 các bạn thế vào đây. Thầy nhắc lại, có k bằng 1 các bạn thế vào đây nè, thế vào cái anh này nè. Thế vào anh này chúng ta suy ra được lambda. Mà có lambda có phải là chúng ta giải quyết được cái yêu cầu ở trên không ạ? À? Như vậy chúng ta thay k bằng 1 vào cái anh này. Tức là 2 nhân 1 cộng 1 nhân lambda trên 2 bằng 12. Rồi, 2 cộng 1 nữa là 3. Như vậy 3 lambda trên 2 bằng 12. Suy ra lambda của các bạn 24. 24 chia 2 được là 8. Vì anh này đơn vị mm, như vậy chỗ này phải đơn vị mm nha các bạn nha. Rồi, có lambda là 8 rồi, chúng ta thay thế vào cái trên là chúng ta sẽ tìm được. Ok. Bây giờ thầy sẽ thay thế vào cái anh này ha. Thầy thay thế vào trên này nha. AB đề bài ta cho biết là 50 mm luôn nha các bạn. Như vậy thầy sẽ thay thế chỗ này vào đây. Thầy thay thế trên này luôn nha các bạn. AB là trừ 50 chia cho 8 trừ 1 phần 2 nhỏ hơn k. Các bạn không được lấy dấu bằng nha. Tại vì AB là hai nguồn, như vậy chúng ta không thể nào lấy cái nguồn được. Nhiều người chúng ta không hiểu tại sao ở đây lấy dấu bằng hay là không lấy dấu bằng. Thầy nói lại, nếu từ điểm A đến điểm B thì không bao giờ được lấy dấu bằng, tại vì AB là hai nguồn. Còn hai điểm AB là bất kỳ nào đó thì chúng ta được lấy dấu bằng. Đúng không ạ? Rồi từ từ tới mấy bài sau thầy sẽ nói rõ hơn các bạn. Thì các bạn ở đây các bạn cứ nhớ cho thầy, nếu mà hai điểm AB là hai nguồn thì không được lấy dấu bằng nha. Lưu ý chỗ này. Đây là một cái cách làm của chúng ta. Tại vì AB là nguồn rồi, chúng ta không nhận nó. Rồi à, thế vào đây chúng ta nhỏ hơn AB là 50 chia 8 trừ 1 phần 2. Rồi chúng ta giải cái anh này cái nhiêu bao nhiêu nha. Các bạn chờ thầy bấm máy tính ha. Lấy 50 chia 8 bằng cộng thêm cho 0.5 bằng, nó ra là 67, 6,75. Như vậy k của các bạn trường hợp này k lớn hơn trừ 6,75. Rồi trường hợp 2 chúng ta lấy 50 chia cho 8 bằng trừ 0.5 bằng, nó ra là 5,75. 5,75. Như vậy k của các bạn nó nhận các giá trị nè. Có phải là từ trừ 6 nè. Đúng không ạ? Trừ 5, trừ 4, trừ 3, trừ 2, trừ 1. Rồi 0, 1, 2, 3, 4. Lấy 5 luôn. Đúng không ạ? Rồi chúng ta đếm có bao nhiêu giá trị k nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giá trị của k. Đúng không? 12 giá trị của k. Và bây giờ chúng ta coi câu này coi đáp án là bao nhiêu đây. Câu số 11 có phải 12 giá trị của k? Đáp án đúng của các bạn là đáp án A không ạ? Đúng chưa? Đó là xong câu số 11 của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục qua câu số 12 xem nội dung câu số 12 ra sao đây. Rồi, bây giờ trước khi đi qua câu 12 các bạn chờ thầy, thầy xóa cái này cái đã ha cho nó rộng rãi, chúng ta làm cho nó thoải mái nha các bạn nha. Đúng không? Các bạn chờ thầy chút, thầy xóa cái này đi. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 12.
Câu số 12 đề bài người ta nói như thế nào đây? Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước hai nguồn AB kết hợp dao động với tần số 28. Tại một điểm M, cách các nguồn AB lần lượt là D1, D2, đây là hiệu đường đi, đúng không? Chúng ta sẽ tính được hiệu đường đi. Sóng có biên độ cực đại dưới M và đường trung trực có ba cực đại khác. Hỏi tốc độ truyền sóng là bao nhiêu? Thì bài này tương đối dễ rồi các bạn ạ. À, đúng không ạ? Thì vì hai nguồn này là cùng pha với nhau, đúng không? Hai nguồn sóng, chúng ta nhớ rằng hai nguồn sóng dao động cùng pha thì đường trung trực, đây là điểm A, điểm B nè. Thì đường trung trực của nó là cực đại giao thoa. Ứng với K bằng 0. Đúng chưa? Rồi, người ta nói rằng tại một điểm M, cách AB lần lượt là 21, 25, sóng có biên độ cực đại. Dưới M và đường trung trực có ba cực đại khác. Như vậy, giả sử như cái điểm M của các bạn nằm đây đi. Thầy giả sử như điểm M của chúng ta nằm đây đi. Dưới M và đường trung trực này có ba cực đại khác. Giả sử như chúng ta có một cực đại, hai cực đại, ba cực đại. Đúng không ạ? Dưới M và đường trung trực có ba cực đại mà. Đúng không? Đây là ba cực đại nè. Các bạn coi nha. À, rồi đây thầy kéo lên cho rõ nè. Đây một cực đại dưới M và đường trung trực, đây là điểm M đường trung trực có ba cực đại. Đúng chưa? Thầy vẽ không được đều nha. Như vậy điểm M của chúng ta có phải là một cực đại nữa không? Tại người ta nói tại M là sóng có biên độ cực đại nè. Như vậy điểm M là một cực đại. Vậy có phải là M là cực đại số 4 không ạ? Đây là đường trung trực là cực đại số 0, ứng với K bằng 0. Đây cực đại số 1, số 2, số 3, số 4. Vậy tại M là cực đại số 4 thì ứng với K bằng 4 nè. Đúng không? Tại M là cực đại số 4 thì ứng với K bằng 4. Như vậy chúng ta sẽ tính được cái hiệu đường đi này D2 trừ D1 bằng 4 lambda. Từ đó các bạn suy ra lambda có ép chúng ta suy ra được vận tốc. Thế thôi, quá dễ. Đúng không? Câu này quá dễ rồi nha các bạn. Rồi, thầy tính nè. Thầy lấy D2 trừ D1 nè. Đúng không? Thầy lấy D2 trừ D1. D2 trừ D1 có phải bằng 4 lambda không? Và D2 trừ D1, D2 của chúng ta là bao nhiêu đây? Chúng ta coi cái câu này coi thầy. Các bạn coi thầy coi câu này coi nha. D2 của chúng ta là 25 trừ D1 của các bạn là 21. Như vậy 25 trừ 21 thì được 4 bằng 4 lambda. Suy ra lambda của các bạn là bằng 1 cm. Rồi tính tốc độ suy ra V bằng lambda nhân F. Lambda là 1, F của chúng ta là 28. Như vậy chỗ này là 28 cm trên giây. Và đáp số của câu này là đáp án 28 cm trên giây. Như vậy đáp án đúng là đáp án C đó các bạn, đúng không? Rồi, chúng ta tiếp tục, chúng ta qua câu 13. Câu 13 thì nó cũng như câu 12 thôi. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước hai nguồn AB kết hợp dao động cùng pha với tần số là 16 hẹp. Tại điểm M, cách hai nguồn lần lượt là 30 với 25,5. Sóng có biên độ cực đại. Dưới M và đường trung trực có hai cực đại khác. Như vậy, đây là hai nguồn cùng pha thì đường trung trực nó là cực đại giao thoa số 0 rồi. Dưới M và đường trung trực có hai cực đại thì có phải là M là cực đại số 3 không? Mà M là cực đại số 3 thì ứng với K bằng mấy ạ? À? Bằng 3. Được chưa? Và chúng ta lấy hiệu đường đi D2 trừ D1 này nè. Thầy lấy D2, thầy lấy cứ lấy lớn trừ bé đi, trong trường hợp này thì lấy D1 trừ D2 đi. Có phải bằng 3 lambda không các bạn? Đúng chưa? Bằng 3 lambda. Rồi, ở đây chúng ta lấy 2 30. 30 trừ cho 25,5 thì có phải bằng 4,5 không? Ở đây 4,5 bằng 3 lambda. Đúng không ạ? Dưới M và đường trung trực có hai giấy cực đại khác. Đúng rồi, M là cực đại số 3 thì ứng với K bằng
À đây, M là cực đại số 3 thì ứng với càng 3, đúng rồi. Và rồi, ở đây là 3 lambda. Rồi, từ đây các bạn suy ra lambda cho thầy. Lambda bằng 4,5 chia cho 3 bằng 1,5. Rồi, có lambda chúng ta suy ra V bằng lambda nhân S. Lambda là 1,5 nhân S là 16. Như vậy 1.5 nhân cho 16 bằng 24. Vậy đáp số của cái câu số 13 này, đáp án đúng là đáp án đây là cm nha. Đúng không? Tại vì lambda của các bạn đơn vị cm, như vậy phải đáp án B chứ không được đáp án A nha các bạn nha. Đúng không ạ? Chúng ta lưu ý điều đó cho thầy. Đó là xong câu số 13. Bây giờ tiếp tục chúng ta qua câu số 14. Rồi, qua câu số 14 nha các bạn nha. Câu số 14 người ta nói rằng trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB dao động cùng pha với tần số F. Điểm M cách AB những khoảng, đây là D1, đây là D2 và điểm M nó cực đại giao thoa. Đúng không? Hai nguồn này dao động cùng pha luôn nha. Dưới M và đường trung trực không có dãy cực đại nào khác. Như vậy, có phải điểm M là đường trung trực là cực đại số 0? Dưới M và đường trung trực không có cực đại nào khác thì có phải là M là cực đại số 1 nữa không? Tại vì bản thân M là cực đại số 1, là cực đại giao thoa rồi. Như vậy dưới M và đường trung trực không có dãy được cực đại khác thì M chính là cực đại số 1 thì ứng với K bằng 1. Đúng không? Nhiều người chúng ta không hiểu chỗ này. Đây thầy có thể vẽ ra nè. Đúng không? Thầy lý luận lại cho các bạn chưa hiểu nè. Đây là A nè, đây là B nè. Vì hai nguồn này là dao động cùng pha thì đường trung trực giống như nãy giờ thầy đã nói nó là cực đại số 0. Bản thân M là cực đại giao thoa, tại người ta cho biết M là cực đại nè. Dưới M và đường trung trực không có cực đại nào khác thì chắc chắn M phải là cực đại số 1 thì ứng với K bằng 1. Đúng không ạ? Tức là chúng ta lấy hiệu đường đi, lấy D2 trừ D1 nó bằng 1 lambda đó các bạn. Đúng không ạ? D2 của các bạn là bao nhiêu đây? Chúng ta coi D2 là bao nhiêu? 21 trừ cho D1 là 19. Như vậy ra còn là 2 không? Đúng không ạ? D2 trừ D1 là 2. Đúng không? Hiệu đường đi, lấy D2 trừ D1, 21 trừ 19 là 2 bằng 1 lambda. Suy ra lambda này bằng 2 cm. Rồi, chúng ta tính F, đúng không ạ? Chúng ta có V bằng lambda nhân F, suy ra F bằng V chia lambda. V của các bạn là 26 chia cho 2 thì được 13. 13 hẹp, đáp án B. Đó là xong câu số 14. Rồi, tiếp tục chúng ta qua câu số 15. Xem nội dung câu số 15 như thế nào đây. Câu số 15 là câu lý thuyết rồi, đúng không? Khỏe. Lý thuyết các bạn đừng bỏ nha các bạn. Lý thuyết rất dễ. Nhiều khi bài tập chúng ta tính nó lâu á, nhưng mà bài lý thuyết thầy thấy thầy dạy nhiều bạn học sinh, nhiều em bỏ qua cái phần lý thuyết này không, rất là uổng. Lý thuyết rất là dễ lấy điểm các bạn. Câu 15. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi, thì các bạn nhớ rằng trong giao thoa sóng nước, đúng không? Trong giao thoa sóng cơ, hiện hai sóng, hai hay nhiều sóng chỉ được giao thoa được với nhau khi hai sóng này phải là thỏa mãn hai sóng kết hợp. Tức là hai sóng có cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. Đúng không ạ? Cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. Như vậy cái câu số 15 này các bạn thấy nè. Đáp án A là hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhau là sai, chưa phải là hai sóng kết hợp. Đáp án B, hai sóng cùng chiều cùng pha chỉ thỏa mãn một điều kiện thôi, đó là cùng tần cùng độ lệch pha không đổi nè. Nhưng mà chưa phải là cùng tần số, như vậy cũng là sai. Câu C, hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha cùng biên độ là sai. Mới thỏa mãn được điều kiện đó là cùng độ lệch pha không đổi nè, nhưng chưa có thỏa mãn cái điều kiện là cùng tần số. Câu D, hai sóng xuất phát từ tâm hay dao động cùng tần số và độ lệch cùng pha
Như vậy đáp án D. Rồi, tiếp tục qua câu số 16. Khi sóng mặt nước gặp một khe hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì câu A, sóng vẫn tiếp tục truyền thẳng qua khe hẹp. Câu B, sóng gặp khe hẹp và phản xạ lại. Câu C, sóng qua khe hẹp giống như khe hẹp là một tâm phát sóng mới. Thì ở trong câu này vì kích thước nó rất nhỏ thì coi như sóng nó truyền lọt qua khe hẹp đó được. Đúng không? Nhỏ hơn bước sóng mà. Đúng không ạ? Bước sóng là quãng đường sóng nó truyền đi được trong một chu kỳ. Nó nhỏ hơn một chu kỳ, nhỏ hơn thời gian một chu kỳ, như vậy sóng vẫn truyền qua được. Đúng không ạ? Và lúc đó cái khe hẹp đó coi như là một tâm phát sóng mới. Như vậy đáp án đúng của các bạn là đáp án C. Được chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta qua câu số 17. Xem nội dung câu số 17 như thế nào đây. Trên mặt nước AB có hai nguồn sóng kết hợp có phương trình như màn hình của các bạn coi đó. Như vậy hai cái nguồn A và nguồn B này có phải là dao động ngược pha với nhau không ạ? Đúng không? Một thằng pha là không, một thằng là bi. Những điểm nằm trên đường chung trực của AB nó hỏi dao động với biên độ như thế nào? Thì các bạn lưu ý khi hai nguồn mà dao động ngược pha với nhau á thì đường chung trực nó là cực tiểu giao thoa. Còn khi hai nguồn mà dao động cùng pha với nhau á thì đường chung trực nó là cực đại giao thoa. Cực đại giao thoa tức là biên độ dao động là mạnh nhất, nó sẽ bằng hai lần của cái A này. Còn cực tiểu giao thoa tức là những điểm đứng yên không dao động. Như vậy cái này hai này ngược pha, như vậy biên độ dao động sẽ nhỏ nhất, do đó câu số 17 đáp án đúng là đáp án B. Đúng chưa? Đáp án đúng của ông ta là đáp án B nha. Rồi, câu số 18. Trong thì hiện tượng giao thoa sóng cơ học với hai nguồn kết hợp A và B, khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là bao nhiêu? Thì thật ra câu này thầy đã nói nhiều lần rồi, nhưng mà thầy nói lại một lần nữa cho các bạn hiểu. Đúng không? Chúng ta hiểu thì chúng ta mới làm được những bài toán khác nha. Đây, thầy nói lại ha. Đây là hai nguồn A và B. Hai nguồn này cùng pha, ngược pha, vuông pha hay lệch với nhau một góc bất kỳ không cần quan tâm. Nhưng lúc này tập hợp những điểm dao động biến độ cực đại là những hyperbole. Và khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp hoặc hai cực tiểu liên tiếp. Khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp hoặc hai cực tiểu liên tiếp, ví dụ như thầy vẽ hai cực tiểu bằng nét đứt này đi. Đúng không ạ? Thầy vẽ hai cực tiểu bằng nét đứt này đi chẳng hạn. Rồi, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp hoặc hai cực tiểu liên tiếp này nè. Thầy vẽ chưa được chính xác luôn nha. Người ta gọi nó là khoảng vân. Và nó luôn bằng lambda trên 2. Như vậy, khoảng cách giữa một cực đại và một cực tiểu kề nhau như thế này thì đúng không ạ? Cực đại với cực tiểu kề nhau thì nó là lambda trên 4. Các bạn nhớ điều này. Chỉ có bài giao thoa sóng mới có hiện tượng này thôi nha. Còn cái bài sự truyền sóng cơ đó, bài số 7 trong sách giáo khoa của các bạn đó, bài sự truyền sóng cơ chỉ có một nguồn sóng thôi. Khi một người quan sát sóng trên mặt biển thấy n ngọn sóng nhô cao trước mặt trong bao nhiêu, trong cái khoảng bao nhiêu đó, thì chúng ta giảm đi là một lambda. Còn cái bài này là bài giao thoa sóng thì khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nè, tức là hai cực tiểu liên tiếp đó, tức là khoảng cách giữa hai vân, người ta đây gọi là khoảng vân đó các em, người ta nó sẽ bằng lambda trên 2. Đúng chưa? Chúng ta nhớ cái điều này cho thầy nha. Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta coi cái câu này coi đáp án đúng là đáp án bao nhiêu nha các bạn nha. Câu số 18. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động cực đại đó là lambda trên 2. Như vậy đáp án đúng là đáp án B. Câu 19. Khi hiệu lambda là bước sóng, D1, D2 là hiệu đường đi từ M đến các nguồn. K là số nguyên. Điểm M sẽ luôn dao động với biên độ cực đại nếu. Thì chúng ta đã biết rằng để điểm M là cực đại giao thoa nếu
D2 hiệu đường đi D2 trừ D1 bằng K lambda đối với hai nguồn cùng pha, hoặc là bằng 2K cộng 1 lambda trên 2. Như vậy chỗ này nó thiếu, nó là sai, không chọn nữa. Câu B hiệu đường đi bằng lambda cũng là không đúng, thiếu K. Câu C bằng K lambda nếu hai nguồn ngược pha là sai. Chỗ này nếu sửa lại là cùng pha thì đúng. Câu D hiệu đường đi K, chúng ta thay K bằng 1 phần K cộng 1 phần 2, tức là K cộng 1 phần 2 lambda đó, K cộng 0,5 thì cũng được. Hai nguồn dao động ngược pha, như vậy chính xác đáp án D. Được chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta qua câu số 30 xem nội dung câu 3 20 như thế nào đây. Trên mặt giao thoa có hai nguồn kết hợp AB có phương trình như màn hình của các bạn quan sát. Dựa vào cái hai phương trình này, các bạn nhận thấy rằng hai nguồn này dao động ngược pha với nhau. Pha này không, pha này bi thì ngược pha. Tại O là trung điểm của AB, sóng có biên độ, đúng không? Tại O là trung điểm của AB thì hai nguồn ngược pha thì đường trung trực nó là cực tiểu giao thoa, tức là những điểm không dao động. Như vậy với biên độ bằng 0, do đó đáp án đúng là đáp án A. Câu 21. Trên mặt thoáng có hai phương trình như các bạn nhận thấy. Đây người ta gọi điểm O, hai phương trình hai nguồn này là cùng pha với nhau. Như vậy đường trung trực nó là cực đại giao thoa và biên độ của nó gấp 2 lần biên độ của thành phần. Đây biên độ thành phần nó là 1 1. Như vậy gấp 2, 2 nhân 1 là 2. Đáp án là cm thì biên độ nó phải là cm nha. Nếu mà chỗ này có, ví dụ như chỗ này giả sử như nó là 2 mm đi, thì các bạn không được chọn đáp án này đâu. Các bạn phải chọn đáp án B này. Tại vì UA và UB đều đơn vị cm thì hiển nhiên A của nó cũng phải là đơn vị cm luôn nha. Lưu ý đơn vị trong vật lý của chúng ta rất quan trọng, đơn vị là chỗ đó. Câu 22. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng câu này thì dễ rồi. Hai sóng đó là hai sóng kết hợp với nhau, như vậy đáp án đúng là đáp án D. Hai sóng khi gặp nhau tại một điểm có thể tăng cường lẫn nhau hoặc triệt tiêu lẫn nhau tùy theo lộ trình, tức là hiệu đường đi của chúng. Khi hiệu đường đi hai sóng này tăng cường lẫn nhau thì nó sẽ tạo ra cực đại giao thoa. Còn hai sóng này triệt tiêu lẫn nhau thì nó sẽ tạo ra cực tiểu giao thoa. Và nếu hiệu đường đi bằng số nguyên lần hoặc là bán nguyên lần thì nó là cực đại cực tiểu gì đó vân vân, đúng không? Chúng ta đã biết rồi. Như vậy trong câu 22 này chỉ có đáp án D thôi nha các bạn nha. Rồi, tiếp tục qua câu 23. 23 chọn câu trả lời đúng. Hai sóng kết hợp là hai sóng cùng tần số là chưa được, cùng biên độ cũng không được, đáp án D nè. Cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. Như vậy câu 23 đáp án đúng là đáp án D. Tiếp tục qua câu 24. Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng sau đây không giao thoa được với nhau. Hai sóng có cùng tần số, cùng biên độ là không giao thoa được với nhau, chính xác. Tại vì đây là hai sóng không thỏa mãn điều kiện kết hợp. Hai sóng thỏa mãn điều kiện kết hợp là hai sóng phải cùng tần số và độ lệch pha không đổi, đúng không? Điều kiện cần và đủ của nó là như vậy. Như vậy câu 24 đáp án A là đáp án sai rồi, chúng ta chọn nó luôn nha. Đúng không? Đúng không? Không giao thoa được với nhau, như vậy đáp án A là sai. Câu B, hai sóng cùng tần số cùng pha là giao thoa được rồi. Đáp án C, đáp án D cũng vậy. Như vậy câu 24 đáp án A. Câu 25. Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp, hai điểm liên tiếp nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn trong môi trường truyền sóng là một cực tiểu giao thoa và một cực đại giao thoa, thì khoảng cách nó là bao nhiêu? Thì giống như cái câu ở trên đó, câu thầy đã nói cho các bạn là ở câu số số bao nhiêu, coi này, coi coi. Câu số mấy thầy đã vẽ hình đó các bạn. Câu câu số 25. Ấy xin lỗi, đây là câu 25 mà.
giống như cái câu nào ở trên đó, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa hoặc hai cực tiểu giao thoa thì nó là lambda trên 2 liên tiếp. Như vậy khoảng cách giữa một cực đại với một cực tiểu nó là lambda trên 4. Do đó câu 25 đáp án đúng là đáp án A. Đúng chưa? Câu 25 đáp án đúng đáp án A nha. Câu 26. Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng pha ban đầu. Số đường cực tiểu giao thoa nằm trên khoảng AB. Chúng ta lưu ý, ở đây là hai nguồn này dao động cùng pha với nhau. Hai nguồn dao động cùng pha với nhau, như vậy đường trung trực nó sẽ là cực đại giao thoa. Đúng không? Đây chúng ta có nguồn A, nguồn B. Đây là đường, rồi đường trung trực nó là cực đại giao thoa. Rồi bên này là vân giao thoa số 1, số 2, số 3 gì đó. Bên này số 1, số 2, số 3 gì đó. Như vậy trên cái đoạn AB này có phải là vân giao thoa, nó số cực đại giao thoa nó là số lẻ không? Tại vì đường trung trực này ứng với cực đại số 0 rồi. Hai bên này đối xứng với nhau, như vậy chắc chắn nó là số lẻ khi hai nguồn này dao động cùng pha. Như vậy câu 26 đáp án đúng của các bạn phải là đáp án A. Rồi, qua câu 27. Chúng ta xem câu 27 nha. Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn AB kết hợp dao động với cùng tần số và độ lệch pha không đổi. Đúng không? Độ lệch pha không đổi, chúng ta chưa biết cùng pha, ngược pha, vuông pha gì đâu. Số cực đại giao thoa có thể chẵn hay lẻ tùy thuộc vào độ lệch pha giữa chúng. Đúng không ạ? Nếu độ lệch pha nó là cùng pha thì cực đại giao thoa là chẵn. Còn độ lệch pha nó là ngược pha thì cực đại giao thoa nó là số lẻ. Tại vì ngược pha thì đường trung trực nó là cực tiểu giao thoa rồi. Như vậy hai cực đại sẽ đối xứng ở hai bên rồi các bạn ạ. Như vậy câu số 26, 27 này đáp án đúng của các bạn phải là đáp án C. Câu số 28. Hai nguồn kết hợp AB cách nhau 20 cm, có chu kỳ là 0,1 giây dao động cùng pha. Tốc độ truyền sóng là 40 cm. Số cực tiểu giao thoa nằm giữa hai khoảng AB. Thì bài này quá dễ rồi, chúng ta chỉ áp dụng công thức thôi. Đầu tiên thầy sẽ tính lambda trước nha các bạn. Đúng không ạ? Thầy sẽ tính lambda trước. Chu kỳ đây có tốc độ, như vậy lambda bằng V nhân T. V bằng lambda trên T, đúng rồi. V của các bạn là 40 nhân 0,1 thì nó là bằng 4 cm. Vì hai nguồn này dao động cùng pha, như vậy số cực tiểu giao thoa nó sẽ thỏa mãn cái công thức này. Đây, số cực tiểu giao thoa nó sẽ thỏa mãn công thức là trừ AB chia lambda trừ 1/2 nhỏ hơn K, nhỏ hơn AB chia lambda trừ 1/2. Rồi các bạn thế vào AB, đề bài người ta cho mình biết là 20 trừ 20 chia 4 trừ 1/2 nhỏ hơn K, nhỏ hơn 20 chia 4 trừ 1/2 K lớn hơn, đây 5 trừ 5,5 nhỏ hơn đây 5, 4,5. Như vậy K lấy từ số 5 trở đi, 5 nhân 2 là 10, cộng với 1 là 11. 11 nhưng mà trừ đi cái số 5 bên này thì còn là 10. Như vậy số cực tiểu nó là 10 cực tiểu. Chúng ta coi đáp án nào đây. Câu 28 đáp án đúng là đáp án B nha các bạn. Như vậy đáp án B này nha. Rồi coi câu 29 nha. Nhắc lại câu 28 đáp án B nha các bạn. Câu 29. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 50 cùng biên độ, cùng pha. Tại một điểm M, cách hai nguồn sóng lần lượt là D1, D2 bằng 42, 50. Sóng tại đó có biên độ cực đại, biết tốc độ truyền sóng là 80 cm. Số đường cực đại giao thoa trong khoảng giữa M và đường trung trực của hai nguồn là bao nhiêu?
đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta đọc lại cái bài này coi nha. Thầy đọc lại ha. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp AB với tần số 50 cùng biên độ cùng pha. Tại điểm M, cách hai nguồn sóng lần lượt là 50, 42. Sóng tại đó biên độ cực đại. Rồi, tốc độ truyền sóng như vậy cho tốc độ cho F suy ra được lambda. Đúng không ạ? Suy ra được lambda rồi cho hiệu đường đi này chúng ta sẽ suy ra được K đó. Đúng không ạ? Hiệu đường đi rồi. Người ta nói số cực đại giao thoa nằm trong khoảng giữa M và đường trung trực nó là bao nhiêu. Như vậy bây giờ thầy sẽ bước vào thầy tính nha. Thì khi chúng ta sẽ biết được cái điểm M này nó là cực đại số mấy, rồi chúng ta vẽ hình ra thì chúng ta sẽ biết được có bao nhiêu cực đại trong giữa M và đường trung trực. Thế thôi. Bài nó có nhiêu đó thôi đó các bạn. Các bạn đọc đề bài, các bạn suy nghĩ từ từ là nó ra. Rồi đầu tiên thầy tính lambda ha. Lambda của chúng ta nè. Đầu tiên thầy tính lambda nha. Lambda bằng V chia F. V chia F. V của các bạn là bằng 80. Chia cho F của các bạn là 50. 8 chia 5 là 1,6. Đơn vị là cm. Đúng không ạ? Rồi. Chúng ta có hiệu đường đi D2 trừ D1. D2 trừ D1 bằng K lambda. Rồi. D2 trừ D1. 50 trừ cho 42 thì còn là 8 bằng K nhân 1,6. Suy ra K bằng 8 chia 1,6. Đúng không ạ? Rồi, các bạn bấm máy ra nha. 8 chia cho 1,6 bằng 5. K đây có phải bằng 5 không? Như vậy, điểm M là cực đại số 5. Và bây giờ chúng ta vẽ hình ra nha. Biết rằng hai nguồn này dao động cùng pha nha các bạn. Hai nguồn này dao động cùng pha nha. Rồi, thầy vẽ hình ra nè. Đây là điểm A, đây là điểm B. Rồi, đường trung trực chắc chắn là cực đại giao thoa số 0, ứng với K bằng 0. Điểm M của các bạn là cực đại giao thoa số 5. Đúng không ạ? Điểm M là cực đại giao thoa số 5. Vậy hiển nhiên nó sẽ có các cực đại còn lại đây. Cực đại số 1, số 2, số 3, số 4 và đây là số 5 không? Đúng không ạ? Đúng không? K bằng 5 thì ứng với cực đại giao thoa K bằng 5 ở đây. Thì đường trung trực là cực đại giao thoa số 0, số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5. Như vậy giữa M và đường trung trực có phải là 4 cực đại này không các bạn? Đúng không? Có 4 cực đại này. Vậy chúng ta chọn đáp án là 4. Vậy câu 29 đáp án đúng của các bạn là đáp án C. Nhớ nha, câu 29 đáp án đúng là đáp án C ha. Thầy khỏi kể khoan nha, làm cho nó mau các bạn ơi. Tối rồi. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ, cùng pha ban đầu. Tại điểm M, cách hai nguồn lần lượt là như vậy. Sóng có biên độ triệt tiêu, tức là cực tiểu giao thoa đó. Biết tốc độ truyền sóng là 1 mét trên giây. Số đường cực đại trong khoảng giữa M và đường trung trực là số 5. 5 cực đại. Vậy bây giờ người ta hỏi tần số là bao nhiêu? Thì cái bài 30 này nó ngược với cái bài kia. Bây giờ chúng ta vẽ hình ra nè. Các bạn coi thầy vẽ hình ha. Giữa M và đường trung trực, đây là điểm A, đây là điểm B. Đúng không ạ? Hai nguồn này dao động cùng pha, như vậy điểm M đường trung trực nó là cực đại giao thoa số 0. Rồi giữa M là cực tiểu giao thoa. Giữa M và đường trung trực, số đường cực đại trong khoảng giữa M và đường trung trực là 5 đường. Như vậy, một cực đại, thầy vẽ màu xanh đi ha. Một cực đại, 2, 3, 4, 5 và tới M đây. M là cực tiểu. Như vậy thầy vẽ bằng nét đất đi ha. Được chưa? Rồi, chúng ta coi nè. Vậy M đây là cực tiểu số mấy nha? Chúng ta coi coi M là cực tiểu số mấy nha các bạn. Bây giờ thầy có thể vẽ cái M là cực tiểu số mấy ra nè. Các bạn coi nè ha.
Đây thầy đổi cái viết màu đen đi. Cực tiểu thì thầy vẽ bằng nét màu màu đen nha. Đây là cực đại số 0 ứng với càng không, cực đại rồi đến cực tiểu nè, cực tiểu số 1 nè. Số 2 nè. Cực tiểu, cực đại, cực tiểu. Số 3, số 4, số 5. Đúng không? Rồi đến cực đại rồi đến cực tiểu. Như vậy M có phải là cực tiểu số 6 không ạ? Chúng ta đếm lại nha. 1 2 3 4 5 và M là cực tiểu nữa, như vậy chắc chắn nó phải là cực tiểu số 6. Đúng không? Số 6. Số 6 thì ứng với K bằng bao nhiêu? Bây giờ mình hiểu nhớ nè. Hiệu đường đi để nó là cực tiểu thì hiệu đường đi D2 trừ D1 bằng K cộng 1 phần 2 lambda nè. Đối với hai nguồn cùng pha thì nó không có cực đại tiểu trung tâm. Tại vì tại trung tâm này đường trung trực nó là cực đại giao thoa rồi. Nó chỉ có cực tiểu số 1 thôi. Cực tiểu số 1 ứng với K bằng 0. Như vậy cực tiểu số 2 thì ứng với K bằng 1. Vậy cực tiểu số 6 thì ứng với K bằng 5. Vậy các bạn thế K bằng 5 vào đây. Vậy bây giờ thầy sẽ tương đương lên nha. Thầy tính hiệu đường đi nha. D2 trừ D1 có phải 52 trừ cho 52 trừ 41 thì bằng 11 không? Có phải 11 không? Bằng 5 cộng 1 phần 2 lambda. Rồi chúng ta tương đương lên. 5 lần 2 là 10. 10 cộng 1 ra 11. Như vậy độ chỗ này 11 phần 2 lambda. Từ đây các bạn suy ra lambda bằng 2 không ạ? Đơn vị là cm nha. Rồi có lambda bằng 2. Có gì đây? Có V. Chúng ta suy ra F. Như vậy V bằng lambda nhân F. Suy ra F bằng V chia lambda. V của các bạn là 1 mét. Đổi ra là 100 cm. Chia cho lambda là 2 cm. Như vậy ra 50. Do đó câu số 30 đáp án đúng là đáp án D. Đúng chưa? Rồi ta qua câu số 31 nha các em. Rồi câu 31 đây là công thức thôi. Thì đây thầy cũng không yêu cầu các bạn nhớ. Thầy làm cho các bạn công thức này để các bạn thấy cái quá trình nó làm như thế nào đây. Giả sử hai sóng tại A B là hai nguồn kết hợp xét điểm M cách nguồn sóng lần lượt là D1, D2, coi biên độ không đổi, tìm biên độ sóng của điểm M. Thì đối với cái bài này á, thì biên độ sóng, phương trình sóng của điểm M sẽ là tổng hợp của phương trình sóng tại A truyền tới M và phương trình sóng tại B truyền tới M. Và bây giờ thầy sẽ viết phương trình sóng của điểm, phương trình sóng do A truyền tới điểm M đi. Nó giống hệt luôn là bằng A cos của omega t, nhưng trễ pha hơn là 2B D1 chia lambda. Trong đó D1 là khoảng cách từ A đến M. Tương tự như vậy, phương trình sóng tại B truyền tới M. Các bạn cứ coi đi, đúng không? Các bạn đừng có suy nghĩ là cái này lâu quá. Thầy đang hướng dẫn cho các bạn làm cách làm, chứ không hướng dẫn cho các bạn cách nhớ công thức nha. Chúng ta nhớ công thức như thầy đã nói rồi đó. Tới vài bữa nữa, vài tháng nữa, vài tuần nữa là chúng ta quên liền. Phương trình sóng tại B tại M sẽ bằng A cos của omega t. Nó trễ pha hơn là trừ 2B D2 chia lambda nè. Đúng không? D2 chia lambda. Rồi. Bây giờ phương trình sóng tại M sẽ là tổng hợp của hai thằng này. UM cộng với lại UBM. Rồi đặt A làm nhân tử chung. Đúng không? Các bạn dùng công thức cos hai này cộng nhau. Đặt A làm nhân tử chung. Cos cộng cos bằng 2 lần. Cos cos. 2 lần cos cos. Đầu nửa tổng sau nửa hiệu. Hay đầu nửa hiệu sau nửa tổng gì cũng được. Đầu nửa hiệu đi sau nửa tổng, tức là lấy hai thằng này trừ nhau rồi chia 2, tức là đầu nửa hiệu đó. Đây góc đầu là nửa hiệu nè. Hàng này trừ nhau mất đi nè. Hàng này trừ nhau. Như vậy chia 2 đi thì có phải là 2B 2 với 2 mất không? Như vậy chỗ này còn là B chia lambda nhân cho D2 trừ D1 không các bạn? Đúng không? Đúng không? Thầy có thể viết lại cho các bạn nè.
Thầy viết lại chỗ này nhá, đầu nửa nửa hiệu nè, sau nửa tổng nè. Đây. Lấy hàng này trừ nhau mất, như vậy trừ với trừ thành cộng rồi. Đầu nửa hiệu đặt hai đồng như tử chung, chia hai nữa thì mất. Như vậy chỗ này còn bi chia lambda nhân d2 trừ d1 nè. Đúng không ạ? Rồi, sau nửa tổng nè, lấy hàng này cộng nhau chia hai, omega t cộng omega t là 2 omega t, chia hai nữa thì chỉ còn là omega t thôi. Đúng không? Chỉ còn omega t thôi. Đây thầy kéo qua nha. Rồi, chỉ còn là omega t. Rồi hàng này cộng lại với nhau chia 2 thì chỉ còn là bi nhân d2 cộng d1. Đúng không ạ? Lấy này trừ này, như vậy d2 cộng d1 chia lambda. Đúng không? Thì nhìn vào đây, cái thằng nào không phụ thuộc vào t thì đó là biên độ. Vậy biên độ của nó có phải là am đây không? Và biên độ không được là âm, vậy các bạn phải lấy trị tuyệt đối chỗ này không ạ? Đúng không? Các bạn theo các bạn biên độ của nó là bằng 2a trị tuyệt đối của cos của bi chia lambda nhân d2 trừ d1. Đúng chưa? Và trị tuyệt đối. Đúng không ạ? Các bạn nhớ điều đó cho thầy. Như vậy nhìn vào đây các bạn nhận thấy đáp án của câu này là đáp án A. Câu 31 đáp án A nha. Rồi, câu 32. Trong hiện tượng giao thoa sóng hai nguồn AB kết hợp dao động với cùng tần số, cùng biên độ, cùng pha, các điểm nằm trên đường trung trực chắc chắn là cực đại giao thoa và biên độ của nó chính bằng 2A luôn. Như vậy đáp án B. Câu 32 đáp án đúng là đáp án B nha. Thầy không khoanh luôn nha. Làm cho nó nhanh nha các bạn. Video này dài rồi. Câu 33. Trong hiện tượng giao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp cùng pha, cùng biên độ A ngược pha, các điểm nằm trên đường trung trực tức là cực tiểu giao thoa, tức là cực tiểu giao thoa tức là đứng yên là không dao động, đáp án C. Câu 33 đáp án C. Câu 34. Hai nguồn phát sóng trên mặt nước cùng bức sóng lambda, cùng pha, cùng biên độ cách nhau một khoảng là 2,5 lambda. Số đường dao động với biên độ cực, biên độ mạnh nhất tức là cực đại đó. Thì hai nguồn này giao thoa cùng pha thì chúng ta nhớ cái công thức là trừ AB chia lambda nhỏ hơn K nhỏ hơn AB chia lambda thôi. Thế thôi. Rồi các bạn thay thế AB của các bạn là bằng bằng 2,5 lambda chia cho 2, chia lambda nữa thì nó trừ 2,5 nhỏ hơn K nhỏ hơn 2,5. Rồi bắt đầu lấy từ trừ 2 trở đi đến 2. 2 nhân 2 là 4 cộng với số 1 ở giữa là 5. Như vậy câu này đáp án C. Cái câu 35 này đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án C nhé các bạn, là 8. Tại vì thầy đã tính lại rồi. Mà nãy thầy gấp quá thầy không có sửa trong cái file. Khi các bạn tải về các bạn sửa này, không phải đáp án của câu 35 đáp án đúng mới là đáp án 8. Tại vì sao? Rồi, bây giờ thầy sẽ giải câu này cho các bạn nè. Người ta nói hai nguồn phát sóng trên mặt nước có bức sóng là lambda và cách nhau một khoảng 2,5. Vẽ một vòng tròn lớn nhất trên mặt nước bao gồm cả hai nguồn sóng vào trong. Hỏi tìm số cực tiểu trên cái vòng tròn ấy. Thì bây giờ thầy muốn tìm cực tiểu trên cái vòng tròn đó. Đúng không? Chúng ta có hai vòng tròn đi chẳng hạn. Thầy vẽ đi ha. Đây là điểm A. Đây là điểm B. Rồi thầy vẽ một cái vòng tròn bao gồm cả hai cái nguồn sóng. Người ta yêu cầu tìm số cực tiểu trên cái vòng tròn ấy. Thì thầy sẽ tìm số cực tiểu trên cái đoạn AB giữa hai nguồn AB. Ví dụ như nó ra bao nhiêu? Ví dụ như nó ra 5 đi chẳng hạn. Thì chúng ta đã biết rằng một cực tiểu. Đúng không? Một cực tiểu. Giả sử như cực tiểu thầy vẽ bằng nét đất đi. Một đường cực tiểu đi qua cái đoạn AB sẽ cắt cái vòng tròn này là 2.
Như vậy giả sử như trên cái đoạn này chúng ta tìm được 4 cực tiểu thì tức là nó sẽ cắt cái đường tròn, trên đường tròn này sẽ có 8 cực tiểu. Tại vì một cực tiểu thì nó cắt đường tròn tại hai điểm, điểm này và điểm này. Như vậy các bạn phải nhân đôi lên. Vậy bây giờ thầy chỉ việc tìm số cực tiểu trên cái đoạn AB này thôi. Mà tìm số cực tiểu trên cái đoạn AB này á, thì chúng ta cũng dùng cái công thức này. Đúng không ạ? Nhưng mà các bạn trừ đi 1 phần 2 cho thầy. Đúng không ạ? Chúng ta dùng cái công thức này, chúng ta trừ đi 1 phần 2 nè. Tức là nó sẽ bằng, đây, chúng ta sẽ bằng là trừ AB chia lambda trừ 1 phần 2 nhỏ hơn K, nhỏ hơn AB chia lambda trừ 1 phần 2. Tại hai nguồn này dao động cùng pha mà. Rồi các bạn thế vào, AB của các bạn đề bài ta cho 2,5 lambda. Như vậy chỗ này ra trừ 2,5 trừ 0,5. Đúng không ạ? Rồi nhỏ hơn K, nhỏ hơn 2,5 trừ 0,5. Vậy K của các bạn lớn hơn trừ 3, nhỏ hơn 2 không? Đúng không? Như vậy K lấy từ trừ 2, trừ 2. Vậy K của các bạn là bằng trừ 2, trừ 1, 0 đến 1 không? Vậy có mấy giá trị của K? 1, 2, 3, 4. Có 4 giá trị của K, tức là có 4 cực tiểu trên cái đoạn AB này. Như vậy trên cái đường tròn nó sẽ cắt cái đường tròn tại 8 cực tiểu. Nhân đôi lên giống như nãy giờ thầy đã nói rồi đó. Đúng không ạ? Rồi, tiếp tục tới câu cuối cùng, câu 36. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp dao động với tần số 80 lan truyền với tốc độ như thế này. Như vậy thầy tính lambda trước hàng các bạn. Thầy tính lambda, lambda bằng V chia F. V của các bạn là 0,8 hay là bằng 80 cm, chia cho F là 80. Như vậy nó ra là 1 cm. Đúng không? 0,8 là 80, đúng rồi, cm chia F là 1, là 80 là 1, đúng rồi. Rồi, người ta nói điểm M cách hai nguồn lần lượt là như trên, hỏi nó là cực đại giao thoa hay cực tiểu giao thoa. Thì để điểm M là cực đại giao thoa hay cực tiểu giao thoa đó, các bạn chỉ việc tính D2 trừ D1 chia lambda thôi. Nếu nó bằng nguyên thì là cực đại. Còn nếu nó bán nguyên, đúng không ạ? Tức là K cộng 1 phần 2 là cực tiểu. Thế thôi. Như vậy các bạn lấy nè, lấy 26,75 trừ cho 20,25. 26,75 trừ cho 20,25 bằng, có phải là 6,5 không? 6,5 các bạn chia cho 1 có phải là bằng 6,5 không? Đúng không? Và 6,5 có phải là bằng 6 cộng 0,5 không? Vậy đây phải là cực tiểu không? Và cực tiểu ở đây chắc chắn là cực tiểu số 7 không? Cực tiểu thứ 7 không ạ? Đúng không? Như vậy đáp án đúng là đáp án B. Được chưa? Rồi, video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hay, các bạn hãy cho thầy một like, hãy chia sẻ video, hãy đặc biệt chia sẻ video dùm thầy nha các bạn. Để từ đó thầy mới có động lực làm các video tiếp theo hơn. Đúng không? Hãy chia sẻ video dùm nha các bạn. Các bạn cho đi rồi sẽ nhận lại. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.